Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cũng cho biết đến nay thì các địa phương đã tổ chức xét nghiệm đặt kế hoạch đề ra với 286.615 lượt đại diện hộ gia đình được lấy mẫu. Qua đó phát hiện 70 trường hợp mắc COVID-19 tại 28 xã phường, chiếm tỷ lệ 0,02% số người được xét nghiệm. Trong đó, quận Hải Châu nhiều nhất với 26 ca, tiếp đến là quận Sơn Trà có 17 ca, quận Thanh Khê có 9 ca, Dự báo số lượng ca bệnh vẫn còn gia tăng trong thời gian đến, do công tác rà soát xét nghiệm đang được triển khai đúng với tình hình dịch. Nếu tiếp tục áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm rà soát các trường hợp mắc và các đứt nguồn lây trong cộng đồng thời gian đến, tình hình dịch bệnh sẽ được không chế.